chương 39, giết hung thú so giết người ích lợi còn cao. Sông thứ 10 giai đoạn 2. Tô Chiêm những ngày này cũng không phải bạch bạch đang hưởng thụ. Vì nghiệm chứng mỗi một con đường khả thi, cùng hiệu suất cao tính, hắn cơ hồ tất cả đường đi đều tự mình thí nghiệm một lần. Tông môn nhiệm vụ, treo thưởng nhiệm vụ, đi săn hung thú. Chỉ cần có thể kiếm lấy linh thạch đường tắt, hắn hết thảy điều tiếp. Cuối cùng, hắn dựa theo kiếm nhiều tiền ít, đẩy cái thứ tự. Hạng 3, đi săn hung thú. Con đường này tính so sánh giá cả tương đối khá thấp. Lúc đầu cùng giai tu giả, cơ bản cũng không phải là cùng giai hung thú đối thủ. Tỷ như tứ trọng tu giả đối đầu tứ trọng hung thú, thường thường chỉ có thể lựa chọn đi đường, trừ phi nhiều người mới có thể liên thủ quần ẩu một phen, thế nhưng phải trả ra không nhỏ đại giới. Cho dù là cao hơn một cái tiểu cảnh giới ngũ trọng, cũng sẽ không lựa chọn tứ trọng hung thú làm đi săn đối tượng, bởi vì vẫn có gần 20% lật xe phong hiểm. Chỉ có cao hơn hai cái tiểu cảnh giới lục trọng mới có thể nhẹ nhõm ung dung đi săn tứ trọng hung thú, ứng đối các loại đột phát phong hiểm. Nhưng sự thật lại là, lục trọng căn bản không sẽ chọn con đường này. Giết chết một đầu tứ trọng hung thú, ngươi không cách nào cả một cái thi thể dẫn theo đi, chỉ có thể lựa chọn có giá trị nhất bộ vị giải phẫu xuống tới mang về. Nhưng cho dù là đáng giá nhất địa phương, cũng bất quá mới 100200 linh thạch mà thôi. Coi như người vận khí bạo dạp, từ hung thú thể nội phát hiện 10 phần đáng tiền thú hạch nhiều nhất chỉ có thể đổi được 300 linh thạch. Có lẽ sẽ có người tính toán, một đầu tứ trọng hung thú có thể đổi 500 linh thạch, tính ra a. Nhưng hắn không có tính toán bị thương, là cần phục dụng đan dược, cũng không có tính toán chém giết chuẩn bị ở sau bên trong binh khí, trên thân hộ giáp hao tổn, càng không có tính toán sơ ý một chút liền sẽ nguy hiểm mất mạng. Tên thứ hai, tông môn nhiệm vụ. Tông môn nhiệm vụ cho ra linh thạch thù lao có lẽ rất bình thường. Có khi ngay cả linh thạch thù lao đều không có chỉ có đan dược, linh khí, công pháp loại hình vật phẩm ban thưởng. Nhưng nó lại là sản xuất điểm cống hiến tông môn duy nhất nơi phát ra. Trọng yếu nhất mấu chốt tới, điểm cống hiến có thể giao dịch. Mà lại giá trị còn không ít. Một điểm điểm cống hiến tông môn, phổ biến nhất tỷ lệ là 100 linh thạch đến 150 linh thạch ở giữa. Nếu là có người khẩn cấp đại lượng tảo hóa, có thể tới 300 linh thạch. Tôi chiêm tính toán qua, hắn có thể đại lượng tiếp, đại lượng hoàn thành tông môn nhiệm vụ. Mỗi hoàn thành một lần, có thể thu ích 100200 điểm cống hiến. Cũng chính là một lần nhiệm vụ, tăng thêm ban thưởng 5.000 linh thạch, có thể thu lấy được 15002000 linh thạch. Không chỉ có như thế. Trong đó có một cái vô cùng phù hợp mấu chốt, cơ hồ 80% tông môn nhiệm vụ, không phải tiêu diệt hung thú, chính là sưu tập hung thú vật liệu. Lập tức, toàn bộ treo máy dây xích liền đả thông. Cho nên hắn ăn bài 40 cái tiểu hắc đi săn hung thú. 40 cái tiểu hắc hoàn thành tông môn nhiệm vụ. Nói trắng ra là liền, giết hung thú. Hạng nhất, treo thưởng nhiệm vụ. Cái này không thể nghi ngờ là đến tiền nhanh nhất mạnh nhất. Tùy tiện một cái treo thưởng nhiệm vụ, cơ bản đều là 1.000 linh thạch cất bước. Thậm chí có mấy vạn, mấy chục vạn, cao nhất có trăm vạn. Nghe nói đây là hắn có thể nhìn thấy công khai treo thưởng, một chút tư nhân treo thưởng, tiền thưởng sẽ càng thêm khoa trương. Nhưng có thể tiếp, nói ít đều phải sư phụ hắn lâm thanh xương loại kia cấp bậc bởi vì trao thưởng nhiệm vụ tiền thưởng ba động quá lớn, lại nhiệm vụ loại hình quá nhiều, tờ đơn ít không nói, nhiệm vụ độ khó còn không thấp, mấu chốt còn phải tấp nập cùng người giao tiếp liên hệ. Bởi vậy, Tô Chiêm quả quyết từ bỏ treo thưởng nhiệm vụ. Chỉ đi tông môn nhiệm vụ cùng đi săn hung thú con đường. 40 người đi bạch lĩnh sơn mạch, ở ngoại vi, không nên tiến vào vòng trong, phân tán ra đến, lấy 4 người một tổ hình thức, chuyên môn tìm ngũ trọng hung thú đối phó. Một khi đụng phải không cách nào xử lý nguy hiểm lập tức nói với ta, Ta sẽ điều khiển các ngươi lập tức rời đi. Mặt khác 40 người đi ma vụ triều trạch, đồng dạng lấy 4 người một tổ, chỉ tàn sát ba loại hung thú, ma vụ triều con ếch, ma vụ lửa thằn lằn, ma vụ độc mãng. Tô Chiêm đem hắn đã làm tốt kế hoạch, từng mục một cẩn thận an bài xong xuôi. Bạch Lĩnh Sơn mạch, bên ngoài bồi hồi chính là tứ trọng ngũ trọng lục trọng hung thú, vòng trong thấp nhất cũng là thất trọng lên. Mà ma vụ triều trạch ba loại hung thú, thuần túy là bởi vì tông môn trường kỳ thu mua vật liệu danh sách liền bọn chúng sắp xếp trước nhất đầu. Dùng một câu bọn chúng khắp người đều là bảo vật tới nói, không quá đáng chút nào. Vâng, chủ nhân. May tiểu hắc nhóm linh trí đều tăng lên tới 14 đến 15 tuổi trí thông minh trình độ, hoàn toàn có thể hiểu được tô chiêm an bài, quả quyết làm theo. Tiếp xuống, chính là kiểm nghiệm thành quả thời điểm. Rất nhanh. Hai cái tiểu hắc liền phân biệt đã tới bạch lĩnh sơn mạch cùng ma vụ triều trạch. Giống. Ô, vừa đến, liền nghe, đến tràn ngập tại toàn bộ dãy núi cùng đầm lầy ở giữa hung thú tê minh thanh. Chủ nhân, thỉnh cầu trợ giúp. Ma vụ triều trạch, tiểu hắc đã cùng sinh tồn ở trong đó tứ trọng ma vụ triều con ếch chạm mặt, trước tiên cùng tô chiêm câu thông. 39 cái tiểu hắc lập tức hàng lâm xuống. Nhưng chúng nó bây giờ tính kỷ luật phi thường cao, lưu lại bốn cái đi đối phó đầu kia ma võ triều con ếch, còn lại không có chút nào dừng lại. Lấy từng cái tiểu đội tình thế hướng về bốn phương tám hướng tan ra bốn phía. Bạch lĩnh sơn mạch bên kia cũng giống vậy. Ước chừng nửa phút sau. Phân thân, trong không gian một đầu bị hoàn toàn giải phẫu ma vụ chiều con ếch thi thể trống rỗng, hiển hiện. Đầu là đầu, chân là chân, da là da, thịt là thịt. Chính là tất cả đều dính lấy máu tươi, làm cho khắp nơi đều là huyết tinh. Dựa theo thể tích của nó, cái này 18 mét khối không gian bên trong, chí ít có thể giả bộ đến hạ một 000 cỗ. 40 cái tứ trọng, nắm giữ cảnh giới viên mãn đao pháp tiểu hắc một ngày 24 giờ không gián đoạn chém giết, lấy ma vụ triều trạch hung thú mật độ, thu thập 1.500 đầu ma võ triều con ếch không thành vấn đề. Một bộ không thú hạch ma võ triều con ếch thi thể, nộp lên tông môn nhiệm vụ về sau, ước chừng giá trị tại 150 linh thạch. So ngoại giới 300 linh thạch một đầu nhưng thiếu một nửa, nhưng cũng may đầy đủ ổn định. Kể từ đó một ngày ích lợi, đại khái tại 22, 5 vạn tả hữu. Nếu là 1.500 trước, có một phần 10 xác xuất ra thú hạch, cũng có thể nhiều 4, 5 vạn tà hữu linh thạch ích lợi. Tính như vậy, chỉ là ma vụ chiều trạch cái này một chỗ, mỗi ngày liền có thể thu hoạch chí ít 27 vạn cất bước linh thạch. Bạch lĩnh sơn mạch bên đó đây. Đáp án rất nhanh công bố. Chỉ gặp phân thân trong không gian, một đầu ngũ trọng sắt quỷ heo thi thể chỉnh tề rơi xuống. Thể tích cùng ma võ chiều con ếch không kém bao nhiêu. Khác biệt chính là, sát quỷ heo giá trị làm hung thú vật liệu thu mua, lại thuộc về ngũ trọng hung thú, thi thể giữ lại đến càng hoàn chỉnh, có thể bán ra linh thạch thì càng nhiều. Đầu này sát quỷ heo ước chừng có thể bán 1.000 linh thạch tả hữu. Giá tiền là đi lên. Nhưng tương đối, bạch lĩnh sân mạch hung thú số lượng không có ma vụ triều trạch nhiều như vậy. Như vậy tập trung, lại còn sẽ có không cẩn thận gặp được cao hơn cấp bậc hung thú phong hiểm. Bởi vậy, tôi chiêm ước định 40 cái tiểu hắc 24 giờ xuống tới, có thể giết ngũ trọng hung thú, đại khái tại 200300 đầu tả hữu chỉ là giết quái ích lợi, liền có 20 mươi vạn ở giữa. Cái này còn không có tính ngũ trọng thú hạch đáng tiền. Chỉ cần có thể thu hoạch một viên, giá trị ngay tại 1.500 linh thạch. Đồng dạng một phần 10 xác suất có thể nhiều gia tăng 3 vạn linh thạch tả hữu. Dự đoán ích lợi kết quả ra. Ma vụ triều trạch 27 vạn linh thạch. Bạch lĩnh sơn mạch lấy trong đó ở giữa số 25 vạn 3 vạn, 28 vạn linh thạch. Cả hai điệp ra, 55 vạn linh thạch trừ bỏ ở giữa sẽ có các loại hung thú vật liệu giá cả lưu động, cùng tiểu hắc mất mạng tổn thất ngoài ý muốn, bảo thủ ích lợi 50 vạn không có vấn đề chút nào. Ngày thứ hai Thuần Dương Tông, thú bảo các. Lục Vô Gian, ngươi nộp lên 230 đầu ngũ trọng hung thú thi thể, cùng 15 khoảng ngũ trọng thú hạch đã ước định hoàn thành, cuối cùng giá thu mua cách vì 26 vạn, ngươi là có hay không đồng ý? Đồng ý. Sau đó, một cái chứa 25 quả thượng phẩm linh thạch túi rơi vào tô chiêm trong tay. So dự đoán còn nhiều thêm không ít. Về phần thú bảo các người, vì cái gì sẽ không đối một cái ngũ trọng đệ tử nộp, lên 200 đầu ngũ trọng thi thể cảm thấy hiếu kỳ. Bọn hắn thậm chí gặp qua tam trọng nộp lên 1000 đầu thất trọng hung thú thi thể, đơn giản chính là giúp những tu giả khác đoàn đội ra mặt chào hàng mà thôi. Loại chuyện này đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, số lượng lại lật gấp 10 đều căn bản không hiếm lạ. Lục Vô Gian, ngươi hoàn thành 15 lần ma vụ hung thú vật liệu nhiệm vụ, thu hoạch được 2000 điểm cống hiến tông môn, năm khỏa thượng phẩm linh thạch, đây là phần thưởng của ngươi, xin cầm lấy. Đa tạ. Huynh đệ, 2000 điểm cống hiến, hiện tại giá thị trường là 136 linh thạch một điểm, ta thu hết, bán a. Bán. Thế là 27, 2 vạn cộng 0, 5 vạn linh thạch tới sổ, cũng chính là 27, 7 vạn lại đem ma vụ hung thú 130 khỏa tứ trọng thú hạch bán đi, thu hoạch tại 4 vạn linh thạch. 31 vạn 26 vạn. Chọn vẹn 57 vạn hạ phẩm linh thạch, cũng chính là 57 khỏa thượng phẩm linh thạch tới sổ. Cái này ích lợi, so giết người tới đều nhanh. Tiếp xuống, hảo hảo xong một đợt thứ 10 giai đoạn 2. Cất như thế đại nhất bút ích lợi trở lại vắng vẻ nhà gỗ về sau, Tô Chiêm không nói hai lời, quả quyết mở hút.